cho anh em mình xem. Nay Chiếm là sẽ quay lại với một chương trình giới thiệu sản phẩm mới cho anh em biết, một dòng sản phẩm một cái máy khoan dây điện 450W. Sản phẩm này thì rất phù hợp với những anh em mà làm nhôm và làm những cái đầu thân sắt, đầu nhẹ nhẹ thì nó sẽ rất phù hợp với anh em, với một cái lựa chọn thêm một lựa chọn cho anh em nữa. Mức giá chỉ có 580.000 thôi. Dòng máy này của hãng Max rồi nha anh em, và công suất là 450W, mức giá hiện tại là 580.000. 580.000 đã bao gồm thuế rồi nha anh em. Và anh em có thể là mua dòng máy này về cho giống như là cho công nhân xài, hay là mình có thể là dùng để làm đầu nhẹ hoặc là khăn nhôm, hay mình có thể bóc bút tôn này kia, anh em có thể ứng dụng như nhiều công việc mà anh em có thể phù hợp. Chiếu giá 580.000 đã bao gồm về rồi, chưa bao gồm thương chuyển nha anh em. Và bây giờ mình sẽ tháo phù hợp ra cho anh em xem khi mà mình mua cái máy mình sẽ được cái gì trong đó nha. Đây đó, anh em thấy khi mà anh em mua thì sẽ được tặng một cái đầu, cái đầu bắp vít gồm một đầu dẹp và một đầu ba ke bé 2 thông dụng, và bên trong nó sẽ có đồ tháo mở mũi khoan, tháo mở trên đầu nha, và sách nhận dụng với phiếu bảo hành. Và đây là một cái máy 450W của hãng Macro. Anh em thấy hãng Macro là hãng của chính hãng Trung Quốc nha anh em, và sản xuất tại Trung Quốc và nhập về Việt Nam mình đó. Đây là hàng chính hãng thì anh em được bảo hành 6 tháng nên yên tâm sử dụng. Và công suất của máy là 450W, vòng quay của máy là 2700 vòng một phút, và kẹp tối đa là, anh em lưu ý cái này chỉ kẹp có 10 ly thôi nha anh em. Anh em thấy cái đầu rất là nhỏ đó, mình có thể ứng dụng cho công việc mà phù hợp nha. Đây kẹp 10 ly và rồi trên đây nó có cái ống thủy anh em. Mình lần đầu tiên mình thấy cái ống thủy trong này rất là lạ, nhưng mà mình chưa biết công dụng chính xác là gì ha. Anh em có thể là góp ý thêm cho mình biết nha. Đây, và bên đây mình có đảo chiều ra và vô, và bên đây mình có đồ gài nút đó. Với mức giá 580.000 thì anh em có thêm một lựa chọn để mà phù hợp với công việc của mình ha. Trước giờ có hãng Cục Cò, hãng Cục Cò là mức giá cũng rẻ, nhưng mình có thể trải nghiệm thêm hãng Macro 580.000. Nhìn body rất là to là lực nha anh em đó. Thì bên mình sẽ có thể là mở máy anh em xem nghe tiếng máy rồi nha. Còn hiện tại ở đây không có đồ để khoan, bây giờ mình chắc mình khỏi khoan nha anh em đó. Anh em có thể đến ngay địa chỉ là 234 Bình Thới để mình trải nghiệm và thử luôn. Bây giờ mình sẽ ghi điện anh em nghe tiếng nó thôi. Đây dòng này á, thì cái anh em mà mình muốn khoan chậm khoan nhanh thì mình cứ nó vô chậm, mình nhấp nhẹ nhẹ thôi à, đó nó khoan chậm để quan sát luôn rồi. Cái này ra luôn 580.000 cho máy này nha anh em. Nếu mà anh em thích rồi thì có để đến ngay địa chỉ là số là 234 đường Bình Thới, phường 11, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm và xem xét để mua được xài anh em. Và số điện thoại di động bên mình là 02 028 7300 7368, di động là 0901 835 483. Và nếu anh em có thích cái video này có thể là chia sẻ cho những anh em khác, hoặc là đăng ký kênh của mình để có những video khác và biết thêm những dòng máy để mình có thêm nhiều lựa chọn cho công việc và nhu cầu của mình nha anh em. Mình là Chiến từ Miếng Store 1. Xin cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn gặp lại sau.